Yên Bái đón đoàn thiện nguyện thì chiêu đãi món gì hợp lý cả nhà ơi? Em cứ làm vài bát lô lô TK cùng 2-3 em vịt chỉ thì có ok không ạ? Xin chào cả nhà. Lại đây anh em nhà, thế là Hồng Xe Điếu đây. Cũng giống như mọi lần thôi, nhưng mà lần này về là tiếp lại không chỉ riêng em gà em cá nữa. Hôm nay lại đến đàn vịt luôn. Thích ăn con nào? Ăn con kia. Con này mà con này. À ok, hai con nhá. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay anh em mình sẽ ăn món vịt chỉ. Đợt này anh em lên khá đông, 15 người, nhưng mà càng đông càng vui mọi người ạ. Lên Yên Bái thì không có gì ngoài tình cảm. Bữa đầu tiên sẽ chiêu đãi anh em món vịt bơ đánh thức canh. Đấy, ngày mai thì sẽ có món lẩu cá siêu to khủng lồ, cá sẽ bắt ở dưới ao nhà em thế. Và cuối cùng sẽ là trận đại chiến giữa gà đen Yên Bái và gà ủ muối của anh Hùng Dâu mọi người nhá. Về quê thịt vịt mà không có bát tiết canh thì phải gọi là quá lãng phí. Hôm trước ở dưới nhà em Duy lâu không hãm tiết nên là hơi lỗi một tí, cũng bởi vì thời tiết lăng lóng quá. Hôm nay thì anh em ta phục thù. Hãm tiết thì mỗi nơi hãm một khác, nước mắm, mì chính hoặc muối tùy gu. Nhưng mà Tây Bắc ấy thì không thể nào thiếu hạt dổi rồi. Cho vào ăn lát sẽ rất là thơm. Anh đánh nhiệm vụ đông công. Gọi là công trưởng thôn. Đảm bảo kiểu gì cũng sâu lạc. Có cần phải cất ở tủ đông không anh? Chắc chắn là không. Để an toàn thì các bác cứ đánh tỷ lệ 1:1.5 hoặc là 1:2 đánh đều lên. Rồi cho vào trộn đều. Chú ý là không có tay máy đâu nhá. Long mạch là khả năng hỏng như chơi. Đây thì hai anh em mình mỗi người đánh một kiểu. Mình đánh nước mắm, còn anh thì hát một mì chính. Mọi người thấy cái bát tiết của mình nhìn ok không? Nhìn sơ qua là biết chắc chắn là đông chặt rồi. Loại này có khi phải sâu lạt đi khắp phố về ăn vẫn ok. Hôm nay anh em mình đánh 6 đĩa mọi người ạ. Với lại một bát con thì dành riêng cho em Phú. Vịt này là nhà bà ngoại mình nuôi nhá, dòng vịt bơ nuôi thả ao vừa đủ 6 tháng, đúng tầm ngon luôn. Hôm nay về là mình test thử luôn, hãy ăn. Đây rồi anh em ơi, nóng hổi vàng ươm luôn. Loại này thì anh em cứ luộc khoảng tầm 10 phút nước sôi sùng sục, sau đấy thì ủ thêm khoảng 10 phút nữa. Nước luộc các bác cho thêm tí lá gừng, thịt thơm không bị tanh, và đặc biệt là lúc chặt này bảo ông chặt to một tí ăn cho nó đã. Đến cái đoạn này là thèm nhất này, phải công nhận là cái dòng vịt bơ này nuôi thả ao thịt nó thơm ngon thật, đặc biệt là khi ăn nha mọi người nhá, phải ăn theo order. Chưa chặt ra bởi đến đĩa nước nó chảy hết rồi, nguội tanh thì ăn thì chán lắm. Mình thích ăn lườn, mình chỉ miếng lườn này, chấm ban đục chấm nữa, ngoạn một miếng rất là nóng rất là ngọt luôn. Còn đây là em Phú người cái sở trường của em là cái phao câu to như thế, em đau răng nhưng mà em vẫn ngoạn một miếng là hết luôn. Còn anh Hùng Dâu ấy thì cũng cùng sở trường lườn với mình đấy, thịt lườn này chấm với nước chấm, anh Hùng anh pha nước chấm phải gọi là rất là ngon luôn. Còn đây là em Đức Anh, chủ chuỗi cửa hàng bún riêu Lê Gia rất là nổi tiếng ở Hà Nội, lần đầu được trải nghiệm cảm giác này rất là tuyệt vời luôn. Anh em mình rất là công bằng mọi người nhá. Đấy, trẻ em là đến sau là cũng phải xếp hàng. Còn đây là bạn tài mõm nhá, anh em nào xem gãy tivi thì không lạ nữa rồi. Em Hoa Quả Sơn xin chào mọi người, nhưng mà mọi người cũng chẳng muốn chào em đâu. Hai con vịt có 4 cái đùi to ấy, thì em là gặm một miếng đã hết lửa cái đùi rồi. Hôm nay ngoài vịt thì anh em mình mua thêm 45 cái sọ lợn nữa mọi người ạ. Loại này về linh nhừ lên ấy, đấy xong rồi bóc thịt ra chấm với cái nước sốt này ấy, ăn cũng rất là ngon. Bác nào mà mê cái món sọ lợn này thì vào điểm danh nhá. Cuối cùng thì không thể nào thiếu món tiết canh, loại này vắt thêm quả cuốt, thêm mấy cọng rau bạc hà. Bác nào thích ăn lạc cho thêm vài hạt lạc nữa thì phải gọi là tuyệt vời. Nó thơm mà nó ngọt mà nó mát lắm cả nhà, có hạt dổi nó thơm lắm. Ôi trời ơi. Rồi cả nhà nhá. Đợt này lên thương nhất là em Phú đầu bút chì, lại thiệt thòi bị đau răng. Đấy, lúc này ăn được có 5-6 miếng thịt ngan, ăn hết một bát tiết canh rồi, bảo em chưa lo nên em cố lốt đĩa còn lại. Ngày mai thì anh em mình có lồi lẩu cá chấm siêu to khủng lồ, cá chấm 12 cân. Mọi người cùng đón xem nhá. Cảm ơn cả nhà nhiều.